Và hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Minecraft TV và mình là Minecraft TV đây. Còn đây là TV. Bây giờ mình chưa có ra vlog cho các bạn xem thì hôm nay mình có một thử thách, đó chính là thử thách 24 giờ không dùng điện thoại, không dùng internet nha các bạn. Không được coi TV luôn. Đó, để xem coi sẽ như thế nào. Tại giờ bữa giờ là mình có chơi hơi bị nhiều. Mà nếu như mà các bạn chơi nhiều quá thì các bạn mà chơi nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới mắt của các bạn hoặc là tới trí não của các bạn, cho nên là các bạn đừng có chơi game nhiều nha. Mình đang thử thách 24 giờ không dùng mạng internet. Nãy giờ thì mình lấy Lego ra mình ráp nè, đó các bạn thấy không, Lego. Ok, giờ mình sẽ đặt nó xuống đây. Giờ mình sẽ ráp con robot nha. Các bạn chụp xíu. Đây chính là con robot của mình. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn. Ra. Robot của Nam mà nó có cái gì? À. Đâu, bảo hành. Anh Hai mình đang sáng các bạn nè, còn mình thì mình chưa đó cho nên là mình chưa ăn. Sáng giờ mình ráp Lego. Còn buổi chiều thì mình phải chờ, mình mới biết được các bạn nè. Thế là mình ráp nè. Thử thách 24 giờ không dùng mạng internet. Các con robot khác thôi. Mình ráp giống tâm cho nó thật yên. Có cái nó thích không có quá đâu. Ồ, có cái này ngon. Không sử dụng internet sẽ như thế nào á thì hãy coi hết clip này đi nha, sẽ thấy cho các bạn bất ngờ đó. Một ngày không dùng internet mà nó khó chịu như vậy sao? Không có lời mời mà
triển trí não rồi chứ các bạn thông minh hơn. Các bạn có thể sáng tạo nhiều thứ mà các bạn thích. Chơi nó tốt lắm. Nhưng mà nếu các bạn chơi mà các bạn chơi lâu quá thì mình không biết. Chỉ nói như thế thôi. Mình đang kiếm những cái dụng cụ để làm cho nó đẹp nha các bạn. Mình vừa giờ mới ăn sáng xong và em nữa lấy con robot của mình lại mẫu mọi người. Để đây mau. Cái này mình bắt trước ở trên TikTok á, mình thấy nhiều bạn cũng lấy mấy con này nên mình cũng thấy đẹp quá, mình rất thử. Mới là mình trải nghiệm thôi. Giờ mình sẽ lên đọc bài đây, tuần sau mình thi rồi. Bài nên là mình sẽ để cho em mình nó bao nhiêu mình làm bài. Bài quá đấy các bạn. Này cũng có anh có đẹp lại nói như thế này. Mình ngồi dậy để quen con. Mỗi lần thì em đã một chỗ. Cái phần chân là nó phần phải để quyển các bạn nó phải đúng màu, nó không đúng màu là nó xấu quá. Cái chân em cho nó xin lại của mày. Đây là máu màu nó thử thế chưa chứ học gì thử thế trả lưỡi như đi. Ok. Có lần đỏ thấy đầy vô. Giờ mình sẽ chia ra làm hai phần. Một phần là lên đỏ ra, còn một phần là lên mình. Thấy em dọn hai khẩu phải lò. Với lại kia nó dọn rồi. Mình dưới mảnh này để mình lấy nha các bạn. Cạch vô. Em thích chú tay chú ta. Hôm nay chú cho em nha. Nên nó thiếu một cái chân các bạn. Phải tạo con xương trước để chơi. Để đang tạo con xương mà. Mà nó bị thiếu một cái màu đen sầm. Ừ.
đây không có gì. Có cái nịch luôn. Cho mình không nghe.